Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh The Audio Sài Gòn. Hôm nay B sẽ tháo một cái thùng loa AR model 58B và sau đó mình sẽ test nhạc cho quý vị cùng thưởng thức. Và ai đang xem kênh của B chưa nhấn vào nút đăng ký thì hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để quý vị có thể nhận về cho mình sớm nhất ra là những video như thế nào quý vị ạ. Và bây giờ B tháo sẵn một cái rồi. Cái dòng AR58B này thì bass rất là lớn, bass 30 nha quý vị. Thùng loa màu gỗ cánh gián rất là đẹp. Made in USA, mình đang quay cái phần tầng này, phần tầng rất là ngầu. Mình thì mình sợ cái bông này nó ngứa lắm quý vị ạ. Cái bông này có ngứa không? Bông rất là nhiều. Đây. Đây là cuộn dây đồng. Hai cục ni lông. Đi đã tháo vào đây. Cái dòng 58B này nó công suất maximum 175W nha quý vị. Đây, wow. Cục từ đó quý vị, quá trời nặng luôn, nó nặng kinh khủng quý vị ơi. Một thùng loa như vậy là nó nặng 22,5 kg nha quý vị. Đây, bị đang xẹt bị quay đây, nó có chữ AR nha quý vị. Và cái số của nó từ rất là dày, nặng cực kỳ nặng luôn. Wow, quá trời nặng. Quý vị thấy cái loa mà riêng của nó thì quý vị thấy có một cái miếng nhựa ở trên này nữa nè quý vị. Thì nếu như hàng lô thì chúng ta thực sự không có cái máy nào mà để dập cái khung nhựa này đâu quý vị. Quý vị yên tâm nhé. Đi bao hàng riêng tuyệt đối. Cặp loa này là nó có độ nhạy lên tới 90 dB, rất là dễ phối ghép. Và quý vị thấy cái loa mic đây và loa trep và trên cái loa mic này nó có khắc cái chữ Made in USA đây quý vị ạ. Mình đang zoom lên cho quý vị xem đây, khắc chữ nổi luôn. Made in USA. Bây giờ không có phải cần tháo ra đâu, vì bao hàng riêng cho quý vị mà. Rất là đẹp. Wow, rất là đẹp luôn. Nhà được sản xuất tại Mỹ. Mình tháo ra xong cái thùng này mình cũng mệt. Nói chung là tháo hết nội con ốc mà ra cũng bóp mà hồi hộp luôn không quý vị ạ. À? Bây giờ mình quay một lượt quý vị xem. Rồi, bây giờ để bên cũng tháo luôn cái này rồi này. Bây giờ mình đi rinh lên cho quý vị xem nha. Bát 30 nha quý vị. Nặng quá, cái bát của nó, cái thùng là 2 kg mấy, cái bát này bị mỉ. Chắc nó cũng 4-5 kg rồi. Đây, cái chữ này quý vị. Cái chữ A, cái dây điện này hơi bị ngắn. Đây, cái chữ AR. Từ rất là nặng nha. Vô cùng nặng, để đi thêm. Coi trên cái bát thì có. Trên cái bát thì nó cũng không có. Cái màn thì nó không có. Không có số, có chữ gì nặng quá. Bị thả xuống đây. Quá trời nặng. Rồi. Wow, quý vị nhớ nhé, model nhà AR58B. Hàng được sản xuất tại Mỹ. Một loa bass 30, một loa mid và một loa treble. Hàng còn rất là đẹp. Nặng 22,5 22,5 kg trên một thùng nha quý vị. Còn chiều cao để kích thước bị đo sơ lại. Hôm bữa mình có đo rồi. Vì để nó nằm để đo luôn coi. Coi thử nó dài bao nhiêu. Nó cao 68 cm. Nó rộng là 37 nha quý vị, gần 38. 38 nha. Sau là 27. Còn lưới còn đầy đủ hết. Và cặp loa AR58B bị đang bán mức giá là 15.500.000. Và bây giờ B sẽ tiếp nhà cho quý vị cùng thưởng thức qua một cái model rất một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Mỹ, hãng AR. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tình quê hương mai tôi về chúng mình.
nỗi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương. Mình thương nhau trong đời, thương nhau trong lời, yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ anh trong đời anh sẽ còn gặp tôi.